Nhằm góp phần đối phó với dịch bệnh Ebola, các kỹ sư công nghệ thông tin trẻ tuổi tại Nigeria và Ghana đã nỗ lực tìm ra các giải pháp để tuyên truyền cách thức phát hiện cũng như là ngăn chặn nguy cơ nhiễm bệnh đến người dân, và mạng xã hội được coi là một cách hiệu quả. Bên trong trung tâm IDEA ở Lagos, Nigeria, các nhân viên công nghệ thông tin đang hăng say làm việc để tìm ra giải pháp công nghệ mới trước dịch Ebola. Một trong số đó là Babajide Fadozu, 27 tuổi, người đang sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để mọi người thận trọng với Ebola, cũng như biết cách nhận diện và tránh xa loại virus chết người này. Điều quan trọng nhất là mọi người phải biết chính xác điều gì đang xảy ra để họ biết cách đối phó với nó. Khía cạnh quan trọng nhất là tất cả các virus, tất cả các vấn đề phải được giải quyết bằng cách nói nhiều về nó, và Ebola cũng vậy. Những người làm việc tại trung tâm IDEA là các thành viên trong nhóm blogger và các nhà hoạt động Nigeria đang tự nhận nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục mọi người về virus Ebola. Ngày càng có nhiều người quan tâm và sử dụng các mạng xã hội cùng các phương tiện truyền thông. Nếu họ nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, họ sẽ tuyên truyền cho rất nhiều người, trước tiên là từ những người thân trong gia đình họ. Trong khi đó, tại Ghana, các đài phát thanh và truyền hình địa phương cũng đang tích cực tuyên truyền về dịch Ebola đến mọi người. Có rất nhiều phương tiện truyền thông đã tập trung giáo dục cộng đồng về HIV/AIDS, và trong bối cảnh hiện nay, truyền thông cần tập trung hơn nữa đối với dịch Ebola, cũng như chính phủ đang thực hiện đối với đại dịch HIV/AIDS. Các kỹ sư công nghệ thông tin và các nhà hoạt động ở Nigeria và Ghana đều hy vọng thông điệp của họ sẽ tiếp cận được với ngày càng nhiều người, không chỉ ở trong phạm vi đất nước họ, nhằm giúp hạn chế sự lây lan của một trong những dịch bệnh nguy hiểm nhất thế giới.